Một sản phẩm có thiết kế đẹp, sang trọng và an toàn với người sử dụng có thể làm hài lòng bất cứ một khách hàng khó tính nhất, đó chính là sản phẩm chọn đặt bàn AL642V. Do đến từ bộ sưu tập S600 nên là AL642 có thể kết hợp hoàn hảo với các sản phẩm đến từ cùng bộ sưu tập của mình, giúp cho khách hàng có một trải nghiệm tuyệt vời nhất. AL642 sở hữu thiết kế squavo, vuông bầu với các đường cong mềm tạo sự mềm mại, thoải mái, thư giãn cho người sử dụng. Kích thước sản phẩm với chiều dài là 560mm, rộng 400mm và cao 85mm. Kích thước này sẽ khá là lớn và phù hợp với các phòng tắm vừa và rộng. AL642 sở hữu thiết kế lòng chậu sâu và dốc, giúp hạn chế các vấn đề văng bắn nước, kèm với đó việc thoát nước sẽ trở nên nhanh chóng hơn, ngăn ngừa sự báo động nước. Một đặc điểm vô cùng hay ở trên sản phẩm AL642 đó là lỗ thoát tràn được ẩn đi vô cùng tinh tế. Nếu quý vị chúng ta đứng trước sản phẩm thì gần như chúng ta sẽ không thấy lỗ thoát tràn đâu cả. Việc sở hữu lỗ thoát tràn ẩn đi giúp cho chúng ta có một tổng thể thiết kế hoàn toàn bằng sứ, liền mạch và thanh thoát. Sản phẩm AL642 cũng sẽ được ứng dụng công nghệ Aqua Ceramic giúp chống bám bẩn, chống bám cặn và bền sáng suốt vòng đời sản phẩm. Tổng quan, sản phẩm chậu đặt bàn AL642 là một sản phẩm có thiết kế đẹp, nhiều công nghệ hiện đại và rất phù hợp cho những phòng tắm vừa và lớn. Nếu quý vị chúng ta còn những câu hỏi thắc mắc, chúng ta vui lòng comment ở phía dưới video. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.